Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Bài này Khải Toàn sẽ tra năm 1975 sinh tháng 6 dương lịch. Tìm ra dụng thần mệnh khuyết theo bát tự tứ trụ, các bạn nên xem lại các quy tắc cơ bản trong tính mệnh khuyết. 1975 là Ất Mão, sinh vào tháng Tỵ, ngày Nhâm Ngọ, trong mệnh lý bát tự tứ trụ. Nhật can tức ngày sinh là hạt giống, người này sinh ngày Nhâm Thủy hành dương. Nhâm Thủy đa phần thích kim và thủy, kỵ nhiều hỏa. Nhâm Thủy đại diện cho con sông lớn. Trong bát tự tứ trụ, cột tháng có lực ngũ hành mạnh nhất. Người này sinh tháng Tỵ hỏa, tiết khí tiểu mãn vào hè, mệnh có Tỵ ngọ hợp hỏa, hỏa vượng, vượng là dư là kỵ. Kỵ thần tức ngũ hành kỵ đầu tiên của mệnh này là hỏa. Mệnh này cũng không thể tiếp nhận thêm thổ và mộc. Dụng thần ngũ hành khuyết đầu tiên của mệnh là kim. Kim âm hoặc kim dương đều được. Ngũ hành khuyết thứ hai là thủy. Thủy nên là thủy dương. Sinh tháng Tỵ hỏa, tiết khí vào hè, Tỵ ngọ hợp hỏa. Mệnh hỏa vượng đại diện cho người cọc tính nóng tính. Trong tứ trụ, Nhâm Thủy đại diện cho con sông lớn, tính tình cương trực, thẳng thắn. Mão đại diện cho cực đoan, bảo thủ, là người đáng tin. Tỵ đại diện cho người giỏi ứng biến. Mệnh sinh ngày thủy, trong tứ trụ không đủ kim thủy, đây là mệnh thân nhược, nhật can có thân nhược. Sinh ngày thủy, cung ta khắc hỏa là cung tài, cung tài cung vợ, cung cha, cung phụ nữ. Sinh ngày thủy dương, cung tài, cung chính tài là cung tài âm, Tỵ và đinh. Mệnh có nguồn tài rất là dồi dào. Người này thiếu giờ sinh. Nếu sinh vào giờ Hợi, tầm 19 đến 21 giờ sẽ có mật mã lập thần, một mật mã dễ phát tài. Tuổi Mão sinh tháng Tỵ, người này có mật mã dịch mã, dễ đi xa làm công việc xa hoặc xa quê. Có mật mã quý nhân, sinh ngày Nhâm Thủy, có Tỵ hoặc Mão, người này có cả Tỵ và Mão. Cuộc đời vô cùng dễ gặp người giúp đỡ, gặp quý nhân được ơn trên phò trợ. Anh gia chủ này đang có một hệ thống công việc rất là ổn định. Là người tốt tính cởi mở, đạo công giáo. Vì tốt tính cởi mở và mệnh có sẵn mật mã quý nhân, luôn gặp người giúp đỡ. Hiện tại đang 49 tuổi, đang ở vận Bính Tý. Bính hành hỏa dương không phải là cung chính tài, tuy nhiên Bính tân hợp thủy, Tý cũng là thủy. Hiện tại thủy rất vượng, đại diện cho nhiều sự trợ giúp, thân vượng mới quản được tài. Mệnh khuyết kim nên dùng màu trắng xám, nên nhà ở nên dùng màu trắng xám, tượng đồ đồng. Con gà, con khỉ là kim, nên dùng thạch anh trắng hoặc thạch anh đen. Đi nhà thờ rất nhiều kim thủy. Người thiếu thủy nên ở gần nguồn nước, đi ngủ nên mang theo chai nước suối. Xét về thời vận trước có mật mã chính tài, thời vận hiện tại có mật mã thiên tài, có mật mã thủy, xin lỗi, có ngũ hành thủy tương trợ. Thời vận 55 đến 64 tuổi, hành vận Ất Hợi. Ất hành mộc, Hợi hành thủy. Hợi lại là mật mã lộc thần, vừa là mật mã lộc thần vừa là ngũ hành thủy, đây là đại vận phát tài đại tài. Hiện tại anh này đang ở vận khá tốt, vận tốt. Đã đến từ sau 40 tuổi. Công việc vì thế cũng thăng tiến. Người sinh mùa hè đa phần dư hỏa kỵ hỏa.
logo, hình dạng không nên dùng màu đỏ tím cam, không nên dùng hình nhọn, hình tam giác là hỏa. Những gì có nhiệt là hỏa, ví dụ ăn cay, ăn đường nóng, ăn lẩu. Xét theo tiểu vận, trước năm 2021 đa phần kim thủy quản rất tốt với mệnh. Từ năm 2022 vào năm Dần Mão Thìn, Dần Mão Thìn thuộc mộc quản, Tỵ Ngọ Mùi thuộc hỏa quản, không tốt với mệnh. Khải Toàn xin nhắc lại, ngày sinh nhâm hành thủy đa phần là thích kim và thủy. Người sinh tháng Tỵ, người sinh mùa hè, mệnh có hợp cục hỏa, đa phần là kỵ hỏa. Mệnh khuyết kim và thủy, kỵ hỏa là chính, không nên tiếp nhận thêm thổ và mộc. Người thiếu kim thủy nên ở nhà hiện đại dùng màu trắng, xám, đen, xanh dương. Đồ đồng kim loại là vật trợ vận, nên đeo đồng hồ đắt tiền. Nhà ở nên gần nguồn nước. Phương pháp trợ vận tốt nhất, mỗi tối trước khi đi ngủ mang theo một chai nước, nên thường xuyên tắm, giữ cho da mặt trắng sáng. Và đặc biệt, tên anh này cũng thuộc ngũ hành thủy, họ tên khá quan trọng với vận mệnh của mỗi người. Tuy nhiên, sau 25 tuổi, mọi phước duyên, phước lành do chính mình khởi tạo. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.